Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày và chắc chắn là với khoảng thời gian nghỉ lễ dài như vậy cũng đủ cho chúng ta có được những trải nghiệm đẹp đẽ và hạnh phúc cùng với người thân bạn bè của mình, phải không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Và không khí háo hức thì cũng đã được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ với rất nhiều câu chuyện và những bức ảnh đẹp ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này với cư dân mạng ngày hôm nay. Lập team cùng đồng đội đi chơi. Có ai muốn đi cùng ngắm hoa Tết cùng em? Đi đâu, làm gì, ngay nghỉ lễ? Những dòng status như thế này không khó để tìm thấy trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày gần đây. Đông đảo cư dân mạng đã cùng nhau chia sẻ những dự định, kế hoạch của mình trong kỳ nghỉ này. Năm nay gia đình đã kịp đặt vé khách sạn ở Phú Quốc, hy vọng sẽ không quá đông vào dịp này. Dịp này nhất định đi săn được mây trên Tà Xùa, năm ngoái bị xui quá trời, đi đúng mùa mưa, năm nay nhớ phải hên nha. Let's go Nhật Bản, háo hức chờ ngày khởi hành quá cả nhà ơi. Hạ Long có khu công viên cho trẻ em nên tôi cho các cháu đi Hạ Long Tết Dương lịch này. Nhiều gợi ý các điểm vui chơi giải trí cũng đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ, trong đó rất nhiều kinh nghiệm thú vị từ cư dân mạng như thông tin về việc ăn ở đâu để được giá tốt, nghỉ ở đâu để được thoải mái hay đi vào khung giờ nào để không bị đông. Nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật cũng sẽ liên tục được tổ chức vào ngày này, hứa hẹn một không khí sôi nổi phấn khích chào đón năm mới 2024. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay thời tiết trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch sẽ khá đẹp, nắng và không mưa. Điều này càng tạo thuận lợi cho việc đi chơi du lịch của người dân vào dịp lễ. Đặc biệt, tại nhiều thành phố lớn trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức các điểm bắn pháo hoa. Nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự vui mừng và háo hức chờ đón đêm chào năm mới 2024. Trẻ con nhà mình ngày nào cũng hỏi sắp đến ngày xem pháo hoa chưa, mong đợi và rất vui. Mừng được ngắm pháo hoa, mừng năm mới. Ủng hộ bắn pháo hoa giao thừa Tết Dương lịch, vì khi đó thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội còn người lao động nhập cư, sinh viên cùng được thưởng thức là một cách để thành phố tri ân đóng góp của người ngoại tỉnh cho sự phát triển chung, chứ đợi đến Tết ta thì họ về quê hết rồi. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ những tình huống dở khóc, dở cười. Trong đó cũng đã gặp phải những câu chuyện không vui khi đi chơi vào những dịp lễ Tết Dương lịch như thế này. Tết, sợ tới các điểm du lịch lắm vì quá đông và đắt đỏ nữa. Năm ngoái Tết âm lịch mình đi Sapa, giá phòng và dịch vụ tuy đắt nhưng cũng phải thôi vì những người làm dịch vụ không được nghỉ Tết. Chỉ là thị trấn sẽ vô cùng đông đúc, đi lại mất khá nhiều thời gian, nên mọi người đi vào những dịp lễ như vậy thì phải kiên nhẫn. Mỗi lần cao đao là tôi thấy mọi người chen lấn xô đẩy, rác thì vứt bừa bãi tràn ngập đường phố, thậm chí ném cả xuống hồ, vườn hoa cũng bị nam thanh nữ tú dẫm cho nát. Chừng nào ý thức chưa thay đổi thì không nên tổ chức cao đao. 365 ngày của năm cũ sắp đi qua, năm mới 2024 sắp về. Thời điểm này, nhiều cư dân mạng cũng đã có những chia sẻ về những việc đã làm được trong năm qua, điều gì còn bỏ lỡ và cả những ước mơ, mong muốn, kế hoạch trong tương lai. Và chắc chắn không thể thiếu những lời chúc tình cảm, ý nghĩa được gửi đến tất cả mọi người trong một năm mới tới đây. Nhanh quá, lại một năm sắp trôi qua với nhiều khó khăn và thăng trầm. Hy vọng năm nay mọi người sẽ có một cái Tết đầm ấm. Năm mới 2024, kính chúc mọi người phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Đón mùa xuân mới, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi gia đình. Cầu mong mọi gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong năm mới. Đếm ngược những ngày cuối cùng của năm 2023, đón mừng thời khắc bước sang năm mới 2024. Thời điểm này, bạn đã có những kế hoạch dự định gì về dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, cũng như những kinh nghiệm thú vị khi đi chơi vào những ngày này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage Truyền hình Công an Nhân dân.